Rồi quý vị ơi, 271, hai cây Tân Phú 250 bao ship toàn quốc luôn. Rồi hồi nãy hai cây Tân Phú này thì tôi bán cặp trước thì 270, cái này 271. Thì 271 thì tôi có trình bày đầy đủ hết trơn, phân phướng gì ha, với tập tính của nó rồi cho quý vị biết rồi ha. Còn cái clip thứ hai này thì tôi khỏi nói nữa nha quý vị. Cái clip kia nói hơi nhiều rồi nha, anh nào mà không hiểu thì cứ vô clip 270 nghe tôi nói mấy câu đó thì cứ vậy mà làm nha. Còn cái này thì tôi vô đây thì tôi nói rồi, nhiêu tiền rồi bán vậy thôi nha quý vị. Rồi nhưng mà nhắc lại, trong đó thì mấy anh miền Bắc á, thì anh nào biết chơi thì cứ mua, còn chưa có gành về nó thì đừng có mua nha, tại vì nó khó tính lắm. Lá nó nhỏ xíu vậy nè, nó khó tính nha. Bông thì suốt luôn nha quý vị, hết đợt này tới đợt khác nha, nhưng mà phải biết bón phân nó thì nó mới ra bông suốt nha. Còn không thì xịt Atonis thì nó cũng ra như vậy nè. Cái này bản thân nó là tự nhiên nó ra nha, chứ nó không có phân phướng gì trong đây trơn nha quý vị. Hai cây này nè, đó, mình về mình sử dụng phân bón, mình xịt Atonis thường xuyên, nó sung nó tốt ha, là nó ra hoa rất là nhiều, với lại Atonis là nó kích hoa nha quý vị. Rồi xuống luôn bi ơi, kết thúc quý vị ơi, 250 bao ship toàn quốc nha.